hết rồi mẹ. Đấy, cái con ấy mà. Nó lại gì em dậy à? Nó nói to em nó dậy. Em dậy chưa? Cái này nó ngủ rồi. Chưa biết biết được tích. Ở đây bữa kia mới về chứ. Mai ăn tắm không mới về chứ. Chiều mai về. Cái con nào muốn cứ cho tôi cho em ngủ mà. Đánh bỏ mẹ. Nó mẹ ăn như thế rồi, em đem xuống nhà để uống con bà bệnh. Nó về mấy muộn nó cứ như thế là tung cà lắm. Anh to nó lớn. Em con mà. Con không cần biết em là ai hết. Em đi ra đi. Chị Hải 5 phút đúng không? Chị quay 5 phút ạ.
chi đó. Bỏ giờ với mấy chị em sát nhau cái bữa nào trời nó mưa. Sáng luôn. Chán đời. Cái gì đấy sao?